Xem những đoạn phim tư liệu về Sài Gòn xưa, không khó để bắt gặp đâu đó cái chất Sài Gòn ngay trên những con đường. Hòa lẫn vào phong cách châu Âu của đô thị Sài Gòn trước năm 1975 là những chiếc xe máy, xe ô tô mang biểu tượng về một nền văn minh cơ khí của các nước Nam Âu, tiêu biểu là Ý và Pháp. Nói đến xe gắn máy, nhiều người sống tại miền Nam trước đây đều biết đến các dòng xe như Mobilette, Vespa, Lambretta hay Honda. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ thời hoàng kim của những chiếc xe máy cổ, nhưng hồi ức về chúng vẫn sống trong tâm trí của những người con Sài Gòn. 55 mình có xe lông xe rồi, buôn bán xe rồi. Ở Sài Gòn mình tình 4 người có xe lông thôi, ở bên Phú Nhuận đầu tiên. Rồi tới mình buôn bán tới giờ đó. Thì cũng sau này thì sẽ tới mà sáu thì mới có Honda, không có Honda, sáu bảy đó Honda, Vespa đồ, Lambretta đồ bò nữa, nhiều lắm. Nó thô sơ, dàn đồng nó cứng cát, bây giờ nó không biết làm, nó làm cứng cát mới tốt, còn sau này thì làm mỏng rồi. Những tưởng thời gian và những đổi thay của nếp sống tiện nghi hiện đại ngày nay sẽ làm lụi tàn những dòng xe máy cổ. Thế nhưng cho đến tận hôm nay, những chiếc xe như vậy vẫn có mặt ở Sài Gòn. Vài năm trở lại đây, thú chơi xe cổ đang trở thành trào lưu. Càng ngày càng nhiều hội nhóm xe cổ ra đời. Họ thường lên lịch cho những buổi họp mặt cũng như những chuyến đi xa. Sở hữu những chiếc xe thật độc, thật cổ đối với họ không chỉ để thể hiện đẳng cấp của người chơi, mà còn là một cách tìm về những giá trị vang bóng một thời. Thì mình chơi xe cổ là bản thân là do mình đam mê từ nhỏ, và khi lớn lên mà có điều kiện là thực hiện được và cảm thấy rất là thích khi mà sở hữu được một trong những cái dòng xe cổ mà khá là có tiếng, là nó giữ được cái thời gian xưa. Mà bản thân nó gọi cổ nhưng mà nó cũng rất là tốt và nó cũng rất là có giá trị khi mà mình cảm thấy mình sở hữu được. Nhưng chơi xe cũng đồng nghĩa với không ít khó khăn. Cũng bởi thế nên ngoài sự đam mê, người chơi còn phải hết sức kiên nhẫn và chịu khó. Khó nhất phải kể đến của nghề chơi này là việc tìm linh kiện, phụ tùng thay thế để sửa chữa và phục chế xe. Nhiều chiếc xe khi mua về đã rệu rã, hư hỏng nhiều bộ phận, trong khi đó trên thị trường hầu như cũng không còn phụ tùng nguyên bản theo xe. Để lắp ráp hoàn chỉnh chiếc xe, người chơi có khi phải lặn lội ra chợ trời hoặc tìm kiếm trên những chợ online từng món đồ về lắp ráp. Bên cạnh đó, việc bảo dưỡng thường xuyên cũng ngốn của chủ nhân không ít thời gian và tiền bạc. Đó là chưa kể, mỗi dòng xe máy cổ còn có những cách vận hành, cách chạy rất riêng. Người chơi muốn thực sự thuần hóa chiếc xe của mình đều phải trải qua một khoảng thời gian làm quen ban đầu. Lúc đầu thì khi mà mình bị giữa đường như vậy thì mình chỉ có điện thoại cho người thân thôi. Từ từ thì mình học mấy anh là cách xem tháo cốp ra rồi xem buji như thế nào. Cũng sơ sơ thôi chứ mình con gái mình cũng không rành lắm. Thì có một khi mà mình chơi Vespa là mình phải thủ sẵn một vài số điện thoại. Ví dụ gọi là bác sĩ hoặc là những cái anh nào mà chơi rành rỗi đó. Thì phải gọi điện ảnh đến ảnh cứu giữa đường. Quý vị khán giả thân mến, đối với thú chơi xe cổ thì một phần không thể thiếu đó chính là quá trình sửa chữa và phục chế xe. Làm thế nào để hồi sinh một chiếc xe có tuổi đời hơn nửa thế kỷ và làm cho nó bền đẹp như mới? Mời quý vị cùng gặp gỡ nhân vật sau đây để cùng tìm hiểu về quá trình phục chế một chiếc xe cổ nhé. Đây là kho phụ tùng xe máy của anh Trần Gia Tuấn. Thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng thực chất đây là những phụ tùng mà bất cứ người chơi xe cổ nào, đặc biệt là dòng xe Mobilette, đều thèm thuồng. Đến từ khắp nơi trên thế giới, những món phụ tùng xe Mobilette của anh Tuấn hiện nay có thể nói là khá đầy đủ theo từng loại xe, đời xe. Kể cả những món cực kỳ hiếm như chiếc đèn chạy bằng hơi đốt này, anh Tuấn cũng phải quyết tâm sở hữu cho bằng được. Trước đây thì mình ba mình cũng hay đi bằng những cái xe này để chở mình đi học, rồi đi tới đây. Nói chung là một chút ấn tượng về cái người cha của mình đã mất. Thì đây là những chiếc xe khi mà mình đến với nó rồi. Tự nhiên vừa là một kỷ niệm,
vừa là đây cũng là một cái sở thích thì nó cũng không quá khó khăn đối với mình khi mà đến với nó. Cái người đi trước, có người thì nói chung họ cũng rất là tốt bụng, họ chỉ hướng dẫn cho mình nhiều cái góc độ chơi. Theo anh Tuấn, đầu tiên người phục chế xe phải xem chiếc xe có còn nguyên vẹn hay không. Đối với những chiếc còn nguyên thì công việc phục chế đơn giản chỉ là vệ sinh, sửa chữa những hư hỏng về máy móc phụ kiện. Tuy nhiên, với những chiếc xe không còn được như ban đầu hoặc đơn giản chỉ còn là những sườn xe cũ thì các công đoạn phục chế được nhân thêm bội phần. Khó nhất trong quá trình phục chế là phải giữ được độ nguyên bản của chiếc xe, cũng đồng nghĩa với việc phải tìm được những món phụ tùng đúng với đời xe. Khó khăn không ít, nhưng cái thú của việc tự tay sửa chữa tạo nên hình dáng cho chiếc xe cổ là không gì sánh nổi. Trước đây mình cũng còn là con số 0. Và ngày hôm nay mình có được ngày hôm nay thì mình cũng hướng dẫn là cái người chơi sau này họ cũng dễ dàng hòa nhập với lại anh em chơi xe cổ bằng cách là mình hiểu biết tới đâu, mình sẽ cùng mọi người trao đổi để mà học hỏi thêm. Thì góc độ xe cổ thì cũng mong muốn là nó là cái cớ để cho mọi người đến với nhau thôi. Tận mắt chứng kiến một sân chơi mà dân chơi xe gọi là ngày hội khoe xe mới thấy được niềm ham thích xe cổ khi được tập hợp lại sẽ nhân lên bội phần. Với những hoạt động thú vị như phần diễu hành xe cổ, các đội xe sẽ ra mắt công chúng theo tiêu chí xe nguyên bản đẹp, xe phục chế đẹp và xe sáng tạo đẹp. Ngày hội cũng là nơi dân chơi xe cổ trình bày những chiếc xe độc mà thường ngày họ chỉ trùm mền cất giữ tại nhà. Bởi thế các dòng xe cổ tham dự, ngoài Honda, Vespa và Mobilet còn xuất hiện một số mẫu xe độc đáo từ những năm 50, 60, thậm chí những năm 30 như xe Saab, xe Moto Bekan, tiền thân của xe Mobilet sau này. Không chỉ dừng lại ở một nhóm người có cùng sở thích, những người Sài Gòn chơi xe cổ ngày nay đang muốn mang lại một hình ảnh khác. Thông qua những hoạt động của mình, cộng đồng xe cổ đang mong muốn góp phần đóng góp cho các hoạt động từ thiện xã hội. Như nhóm bạn này là những thành viên của nhóm Thân Hữu Mai Tâm, chuyên giúp đỡ và chăm lo cho trẻ em nhiễm HIV tại thành phố Hồ Chí Minh. Những buổi họp mặt của họ, ngoài chuyện chơi xe, còn là chuyện số phận của những mảnh đời nhỏ bé bất hạnh, là niềm vui khi thấy các em được sống trọn một ngày nữa với sự giúp đỡ từ những tấm lòng hảo tâm. Những cái chiếc xe cổ nó nằm im nó như là một cái đống sắt vô chi vô giá thôi. Cái người chơi thổi hồn vào nó có giá trị như thế nào đối với những người chơi và giá trị về mặt xã hội như thế nào là do người chơi. Thế còn cái chỉ mui về và để đó thì nó chỉ là một cái xe phế thải. Cho nên ngoài cái sự đam mê đó kết hợp để mình mỗi một năm mình dùng cái vật phẩm này để mình đưa cái chương trình để đấu giá cho những cái mảnh đời bất hạnh khác thì họ được hưởng từ cái lợi ích đó. Người Sài Gòn săn xe máy cổ như một thú chơi tào nhã nhưng sành điệu. Những dòng xe máy cổ này không chỉ đem đến cho người chơi một niềm đam mê trở thành tín đồ của xe cổ mà còn đem họ xích lại gần nhau trong một sở thích rất văn minh. Bởi yêu thích và trân trọng những giá trị của quá khứ, họ mới có thể vun đắp và xây dựng cho hiện tại và tương lai. Một ngày đang đi trên đường, bất chợt nhìn một chiếc xe máy cổ lướt qua, ta sẽ có cảm giác thời gian đang trôi chậm lại, ngỡ như một thoáng Sài Gòn xưa còn ẩn hiện trong lòng một Sài Gòn hiện đại năng động hôm nay.